Xin chào toàn thể các bác đã đến với kênh Thiết bị Tưới Gian Nông nhé. Các bác hay hỏi là những cây bét này có thể tưới rau được không? Thì những cây bét này đều có thể tưới rau các bác nhé. Tưới rất tốt là khác. Và tất cả các cây bét xung quanh đây đều có thể tưới được rau các bác nhé. Khi mà tưới rau ở một cái diện tích lớn ấy mà đầu tư các cái hệ thống tưới như là tưới nhỏ giọt hoặc là tưới phun mưa, chi phí nó cao thì một số bác vẫn sử dụng những cây bét này. Sử dụng rất nhiều luôn và phổ biến luôn từ xưa đến nay, nhưng mà gần đây thì hay chuyển đổi sang cái mô hình tưới phun mưa thấp ấy. Còn ngày xưa là vẫn dùng cây này tưới các bác nhé. Và bây giờ em cho các bác coi một cái video về cái cây bét Thành Phát của xưởng cơ khí Thành Phát này tưới. Cây bét này là cây bét Thành Phát 2 hay là còn gọi là cây bét 4 tia, và nó có thể tưới được bán kính từ 15 đến 20 mét các bác nhé. Và chúng ta cùng đi xem nhé.